thấy người khác luyện pháp khí không thành còn định chỉ dạy đôi chút, ai ngờ nam chính Diệp Huyền lại bị mắng chửi sỉ nhục, mọi người ai cũng thái độ lồi lõm, tất cả đều không tin là cậu có thể luyện thành được pháp khí. Sau khi ra điều kiện là mang chống chiêng thì đám người tức tối chạy đi đáp ứng, biểu cảm của cô em Thái Ngọc nhìn ngơ ngơ không hiểu cái gì đang xảy ra, cô không ngừng tự hỏi Diệp Huyền thật sự muốn luyện khí sao, cho dù là thiên phú tu luyện có vô cùng cao đi chăng nữa, nhưng cũng không thể trời sinh biết luyện khí chứ, Diệp Huyền còn đang suy tính vẫn phải dựa vào các loại thư tịch lớp luyện khí nâng cao thực lực không thể để lớp luyện khí bị hủy bỏ được hôm nay giúp bọn người này một chút vậy diệp huyền đứng thôi cũng cảm nhận được ác ý tới từ những người xung quanh rồi sau một lúc thì chuông trống tất cả đều được chuẩn bị mấy đệ tử chỉ vào mặt của diệp huyền mà nói thằng danh con này ta đã đi lấy trống rồi có thể bắt đầu luyện chưa tiếp đến diệp huyền lại kêu đám người gõ thật to càng ồn càng tốt nếu tôi là đám người thì chắc tôi phải đi mua thuốc an thần cho tên diệp huyền mới được cả đám người xôn xao lên mắng chửi diệp huyền lần đầu mới thấy có kẻ ngông cuồng như thế lập tức cả đám người chiều theo thí chủ, cùng nhau cầm chùy lên, mọi người ai cũng cay cú lắm hùng hùng hổ hổ thi nhau làm ồn mới được, cứ như thế tên thì gõ chuôn thật lớn, kẻ thì đánh trống điên loạn, tiếng chiêng gõ như điên, Thái Ngọc cũng không chịu được ồn ào, cô nghi ngờ trong môi trường khuấy động như thế này Diệp Huyền có thể luyện khí được sao? Diệp Huyền cũng bắt đầu thi triển thủ pháp cậu nói, các ngươi luôn miệng nói một câu nói của ta ảnh hưởng tới đạo tâm của các ngươi, vậy hôm nay ta sẽ luyện chế pháp khí trong môi trường tạp âm này, cậu bắt đầu thu tàn binh của thanh kiếm mà hạ lôi thất bại kia, Cậu tung khí lực trong lòng bàn tay tiến hành ngưng tụ lại, cả đám người chố mắt ra nhìn mà ngỡ ngàng, Diệp Huyền vậy mà chỉ trong cái chớp mắt đã thành công rồi, một thanh pháp khí đã được luyện chế trong chớp mắt của mọi người, cả đám há hốc mồm chẳng còn tâm trạng mà gõ chống chuông chiêng nữa, Thái Ngọc cũng không ngờ được pháp khí nhất giai do tụ linh trận luyện chế thành công, có công hiệu tăng phúc một thành linh khí với người sử dụng, cậu lại có thể nhẹ nhàng luyện thành, thanh niên gõ hăng say nhất hạ lôi lúc này nội tâm lẫn thân thể đều sụp đổ hoàn toàn rồi bà nãy còn luôn tìm lý do cho sự thất bại của bản thân tình huống đội quần này gì chứ tự vào mặt tới nhanh vậy hình tượng chỉ còn cái nịt mà thôi còn đang hoảng sợ chưa hoàng hồn thì diệp huyền gọi hai tiếng hạ lôi cậu phi thanh pháp khí kia tới trước mặt của hạ lôi mà hỏi hắn có phục không hạ lôi cúi dập đầu xuống đất xin bái phục mấy người khác nghi hoặc lẽ nào là diệp huyền đây đã nhập đạo rồi sao một bạn trong lớp hỏi thái ngọc lớp trưởng hắn thật sự mới đến sao tại sao ta cứ cảm giác hắn còn giỏi hơn cả giáo viên nữa đúng là hắn mới nhập học ngày đầu, ta cũng không ngờ hắn lại là thiên tài trong luyện khí. Nói rồi Thái Ngọc nhìn sang Diệp Huyền với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn thiên tài hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa, hạ lôi quỳ xuống mà hối lỗi. Diệp Huyền lúc trước là ta ngông cuồng tự đại không thấy Thái Sơn, ta nguyện lấy lễ của đệ tử để tỏ lòng hối lỗi, còn đang định bái sư luôn thì Diệp Huyền ngăn hắn ta lại, ngươi có thể nhận dạy dỗ là đủ rồi, đệ tử thì không cần đâu, sau này chúng ta vẫn xưng hô như bạn bè thôi, cơ mà sự thật nội tâm của Diệp Huyền thì lại khác, nếu như cậu mà nhận tên này làm đệ tử, thì tên nhãi con lý thanh phong đó chắn chắn sẽ gây sự mất hạ lôi lập tức cảm tạ diệp huyền vì đã chỉ điểm cho hắn ngay cả bắc cực huyền thiết cứng rắn nhất cũng không chấp nhận nổi nhị giai hàn băng trận hắn thật sự không biết phải làm sao mới luyện thành được diệp huyền chỉ cho hắn phương hướng mà hắn đi là sai rồi tại sao cứ phải khiến chất liệu của vũ khí kiên cố chứ không thể giảm uy lực của trận pháp à uy lực của trận pháp yếu đi vũ khí tự nhiên có thể chịu đựng được ý của ngươi là dùng nhất giai trận pháp sao không được đâu ta đã tính toán rồi uy năng của nhất giai trận pháp quá kém không thể nâng cấp vũ khí bình thường lên pháp khí được, Diệp Huyền nở nụ cười nói với Hạ Lôi, vậy ngươi nói sao ta lại dùng nhất giai tụ linh trận lại có thể thành công được? Điều này đã vượt qua tầm hiểu biết của Hạ Lôi rồi, Diệp Huyền từ từ giải thích, một nhất giai tụ linh trận đương nhiên là không được rồi, nhưng nếu như hai nhất giai tụ linh trận thì sao chứ? Hạ Lôi như được tiếp cận với nền văn minh mới cảm xúc bùng nổ, hai nhất giai tụ linh trận trùng điệp là có thể luyện thành pháp khí, đây là đạo lý gì? Nghĩ rồi Hạ Lôi liền thử với nền văn minh mới xem là thực hay hư. Hạ Lôi khởi hai trận nhất giai hàn băng trận trên chiếc chiêng kia, hắn nhanh chóng nhập hai trận pháp lại chiếc chiêng. Vậy mà thật sự là có thể thành công rồi hắn không ngờ cứ thế mà đã luyện chế thành công. Mấy người cứ thế mà bùng nổ trước việc Hạ sư ca của bọn họ đã luyện thành rồi. Diệp Huyền nhìn mấy người thì cũng nở nụ cười. Hạ Lôi này được xưng là học bá, cũng coi như danh xứng với thực. Căn cơ đúng là vững chắc hắn đã có năng lực luyện chế pháp khí sẵn rồi, chỉ là lúc trước sai phương hướng thôi. Hạ Lôi quay ra khó hiểu mà hỏi Diệp Huyền. Rốt cuộc chuyện này là sao? Theo tính toán của ta cho dù hai nhất giai trận pháp cũng không đạt tới uy năng mà pháp khí cần, sao có thể thành công được? Luyện khí không phải trò chơi tính toán con số 1 cộng 1 bằng 2, cũng không phải tìm vật liệu kiên cố rồi khắc trận pháp mạnh nhất lên đó là có được pháp khí, Diệp Huyền thông não chi thuật cho Hạ Lôi và mấy người, luyện khí là điểm thạch thành kim, là biến phế thành bảo, là hóa mục nát thành kỹ, cũng chính là thần tích thánh học có thể thành lập một cộng một lớn hơn hai. Mọi người nghe lời Diệp Huyền nói mà đứng hình không phản ứng, tất cả đều sừng sốt không thôi. Nhìn khuôn mặt của Thái Ngọc thì xem như đều kinh ngạc trước điều mà Diệp Huyền nói, tức thì mấy người hào quang sáng quanh người, như vậy là nhập đạo rồi sao? Không những thế còn là bảy người liên tiếp, bên phía của phó viện trưởng, Sở Tiên lúc này còn đầy ngạo khí mà nói với phó viện trưởng, phó viện trưởng ta là không thể lý giải, ngài không muốn bỏ lớp luyện khí thì thôi đi, nhưng dựa vào gì mà còn muốn lấy tài nguyên của bọn ta đưa cho họ chứ? Điều này không hề có đạo lý, phó viện trưởng vỗ vai của Sở Tiên mà nói, Sở Tiên mới nãy ta không phải đã giải thích rồi sao? Chính bởi vì lớp luyện khí lạc hậu rồi, cho nên lớp khác phải quan tâm họ nhiều hơn. Còn định nói gì thì viện trưởng lại cắt ngang, tiên tiến dẫn lạc hậu, lạc hậu đuổi theo tiên tiến, cuối cùng là cùng nhau tiên tiến. Nói thì hoa mỹ thế chứ nội tâm của phó viện trưởng đã dần héo tàn rồi, tự mình phải đi nước cờ khó thế này thì đâu ai có thể dễ gì mà làm được. Nhưng các lão chủ khác đâu có thể để yên được, doanh doanh lập tức gắt giọng mặt mày cao lại mà gào lên, phó viện trưởng. Điều này không công bằng, lý do những lớp của bọn ta tiên tiến chính là, dựa vào sự cố gắng của bọn ta nên mới có được, kết quả là bọn ta cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng lớp luyện khí lạc hậu lại có được nhiều tài nguyên hơn đây còn không phải là làm phụ lòng bọn ta rồi sao tiếp lời của doanh doanh khởi minh cũng lên tiếng đúng vậy tu chân giới vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé cường giả nên có được nhiều thứ hơn kẻ lạc hậu chưa bị đánh cũng đã thôi đi sao còn phải cầu xin được cường giả chăm sóc bọn chúng chứ nghe thái độ của mấy người này khó mà kiềm được phó viện trưởng buôn tay khỏi vai của sở tiên tâm can của ông ta gào thét không ngừng lần này thì phải làm sao viện trưởng nhất định là không thể đắc tội rồi nhưng cũng phải nghĩ cách khiến những lão sư này tâm phục khẩu phục nếu không thì quyền uy của phó viện trưởng này coi như đi tong hàm y thiên phía sau của phó viện trưởng lúc này đứng ra cắt ngang vào bầu không khí phó viện trưởng nếu lão sư khác đều không đồng ý vậy thì tài nguyên vẫn là bỏ đi ngài có thể không hủy bỏ lớp luyện khí y thiên cũng đã biết đủ rồi ta nhất định sẽ cố gắng dẫn dắt lớp luyện khí cho tốt không phụ lòng sự kỳ vọng của ngài đối với lớp luyện khí ta doanh doanh chỉ tay vào mặt của y thiên mà hừ một cái hàm y thiên lớp luyện khí các cô đã một năm không có học viên nhập đạo rồi có gì mà đáng để kỳ vọng chứ. Cho dù năm nay không giải tán thì năm sau vẫn là sẽ giải tán mà thôi. Y Thiên không nhịn được sự khinh thường này cô đáp trả lại Doanh Doanh. Ta tin lớp luyện khí của bọn ta nhất định có thể cố gắng hết sức vượt qua tất cả lớp của các cô. Hư còn vượt qua hết tất cả lớp của bọn ta nữa. Lớp luyện khí của các cô một người nhạp đạo trước đi rồi chém gió. Hai nữ nhân này càng cãi nhai càng nảy lừa. Nhiệt độ bầu không khí xung quanh cũng càng dữ dội hơn. Thình lình sự tình biến hóa bốn người thành công bị thu hút sự chú ý nhanh chóng bỗn lão sư chạy ra bên ngoài xem đây là có người nhập đạo rồi thứ ánh sáng đó phát ra từ hướng của lớp luyện khí vừa mới chửi hang máu xong cái thì lớp luyện khí có người nhập đạo doanh doanh không ngờ bản thân lại bị vào mặt nhanh đến thế phó viện trưởng kinh ngạc mà suy đoán lẽ nào là do tiểu tử đó tức ám chỉ diệp huyền không dừng lại ở đó tiếp tục lại bắn lên hai cột sáng nữa mấy người lớp khác kinh ngạc khi trong lớp luyện khí vậy mà lại có ba người nhập đạo cùng lúc không đúng tiếp theo đó là bốn người nữa vậy tổng lại chính là 7 người, sở tiên và khởi minh kinh ngạc không thôi, vậy mà lại có đến 7 người nhập đạo, lớp luyện khí đây là muốn vùng dậy rồi, y thiên mừng rỡ nước mắt khi mà lớp luyện khí không chỉ tai qua nạn khỏi, mà còn vùng dậy mạnh mẽ, cứ thế y thiên vội vàng quay trở về lớp xem tình hình chúc mừng thế nào, doanh doanh thì đứng hình luôn rồi, cô ta run rẩy không ngừng. Lớp luyện khí vẫn luôn hạng bết mà lại có 7 người nhập đạo trong cùng một lúc, uy danh của lớp luyện đan cô ta cũng bị áp chế luôn rồi, càng nghĩ doanh doanh càng lún vào thù hận cô ta càng quyết tâm vạn đạo thư viện chỉ có lớp luyện đan mới là vô địch phó viện trưởng lại suy đoán thêm diệp huyền mới gia nhập thì lớp luyện khí đã có 7 người nhập đạo nếu như ông đoán không lầm thì nhất định có liên quan tới diệp huyền chẳng trách viện trưởng lại coi trọng cậu như vậy sở tiên lúc này ngơ ngác lên tiếng phó viện trưởng đây chính là lý do mà ngài kiên trì đầu tư tài nguyên cho lớp luyện khí sao ngài sớm đã dự đoán được viện trưởng ho lên hai cái rồi bảo đó là tất nhiên các người nhớ cho kỹ nhìn mọi việc không chỉ nhìn bề ngoài phải nhắm thẳng vào bản chất của sự việc. Chỉ có như vậy thì các ngươi mới có thể nhận biết thế giới này tốt hơn, như đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh nhờ phó viện trưởng. Sở tiên liền cảm ơn dối rít, còn phó viện trưởng lúc này đã đắc chí lắm rồi. Lần này chọn Diệp Huyền thực sự là đã chọn đúng nền văn minh rồi. Lần này chắc củ là không lỗ. Mình là HM Kago Review Chuyện Tranh. Hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Phần 7 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.